À, xin chào cả nhà. Hôm qua thì ăn tiệc cả nhà. Thì hôm nay thì đồ đạc đóng xong hết rồi. Giờ chuẩn bị tới giờ rồi là đưa bà xã ra sân bay để về lại Mỹ cả nhà. Đây, bà xã này. Xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà ở Mỹ. Hôm nay thì về rồi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ hai vợ chồng nha. Cảm ơn cả nhà. Thì hôm nay đi đưa bà xã ra sân bay thì có vợ chồng Quanh, Mười, Mười Tám, ba mẹ mình với Nhã Quỳnh như thế nào. Nó dự chính hồi cũng chính ra nữa. Tại vì mình sợ là không có đủ chỗ cả nhà, cho nên là mình đi cũng ít, đón thì đông mà đi về ít. Ok, thôi dù sao cũng cảm ơn cả nhà nha. Trong lúc thời gian mà xã ở đây thì cả nhà cũng luôn coi video và ủng hộ. Đây, có gì bà xã về Mỹ thì cũng làm video, cũng mong cả nhà cũng luôn ủng hộ nha cả nhà. Thì giờ chuẩn bị rồi, chắc qua ra xe đi rồi một qua cho cả nhà coi nha. Xin chào cả nhà. Đây cả nhà, sang bên Hiến phụ bỏ vali lên. Đây hai vali, một vali sách tay nha, bên kia còn ba thùng đồ bên kia nữa. Xếp thêm cái nữa đi. Thêm cái này luôn này nào, còn ba thùng đồ nữa, bên kia còn ba thùng nữa chứ, sợ không đủ á, xếp ít đi ít người mà. Dạ anh xe này hôm trước cũng anh cũng nhờ anh rước về, bữa nay đi cũng nhờ anh đưa đi. Xếp sẵn ra qua kia mình bỏ lên cho xong rồi. Ok, quá gọn rồi. Rồi, đội hình đưa đi hôm nay có anh Hiến. Hiến, Quanh. Này, Hiến, Quanh này, 18. Chào. Mày đi đi rồi giờ đưa Ly đi chạy. Đi rước thì đông mà đưa đi thì ít. Bà đi về rước vô quá, nay đưa đi tụi kịp quá. Ba con. Chào cả nhà. Hôm nay đưa con mình đi cả nhà ơi. Coi như là rất là buồn nha cả nhà. Cái về chơi thời gian cũng lâu rồi, giờ về đi thì thấy cũng tội nghiệp nước mắt thương. Coi như là mình cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ con mình trong thời gian nó về. Thôi nó cũng về bên kia, cả nhà cũng thương yêu ủng hộ. Về bên kia nha cả nhà. Ok. Thế thôi, chúc lên đường thì quay tiếp. Vậy còn ghé bên quà nha, ghé bên quà lấy mấy thùng đồ nữa. Ghé thôi, ghé thôi, ghé thôi, ghé thôi, ghé thôi. Nó 3 năm nữa nó mới về. Về Việt Nam ngán quá rồi, mệt đi quá mệt rồi. Nên giờ hơn 3 năm nữa mới về chứ giờ. Này đi đâu đây hả? Mai Quỳnh đi đâu đây? Tạm biệt anh đi. Để mấy bạn anh đi, tạm biệt anh. Đi mà lên. Bye bye anh. Không, bye bye cũng được. Rồi. Quên. Anh đi về khỏe. Gì đâu mà mất cỡ trời. Vậy cũng mất cỡ. Hãy
Đừng mày biết đi. Mình đi rất nhớ đem về nha. Mà còn không nhớ cho đeo như vậy nè. Bỏ quên. Đang không đã không mấy rồi. Đúng không? Nó làm biết mình về nè. Rồi, chính là kìa, cũng lên đường. Đây, nhìn chính ra rồi đây. Ok, lên đường. À, giờ chuẩn bị đi cả nhà ơi. Qua bên ngoài chỗ đi 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 rồi chính lên luôn đi. Rồi chính không, chính ngồi trước với bao kìa. Ngồi trước với bao đi. Ờ. Trước cho khoảng lên lên mà cứ lên. Đó. Rồi. Rồi ba ra ngoài luôn đi. Rồi ok, let's go cả nhà ơi. Ủa gì nữa? Rồi, hôm nay đi như đây thôi, hả? Rồi. Rồi, cả nhà mình tới Phạm Văn Đồng rồi nè. Bây giờ chuẩn bị với ăn uống cái tạm biệt cái nữa là mới ra sân bay cả nhà. Một, hai, ba, vô. Thank you.
mì còn hai cái lẩu nữa. Nó đang ăn mùa nè con. Đây hầm à? Ok qua đây. Ngồi nấu được. Hả? Nè, mùi nha, lần đầu ăn tôm sống nha cả nhà. Nó mùi ăn nó ngon, nó ngọt còn hơn là cái gì nữa. Thử đi, nhất liệt cái đi. Còn nếu mà nó ai giỏi uống nước bia vô. Vô nè, vô nè. Mình ăn cơm ăn đó, mình ăn nguyên con vậy á. Đâu, ừ. Đấy, ăn là riêng luôn nè. Mốt đi quán kia món này không á. Sao, ghiền chưa? Ngọt quá, ngọt ngay quá không? Ngon chỗ. Không giới thiệu chưa giờ hao á, tốn anh con không? À, cái đây đừng giới thiệu. Đâu cây gì đâu, thấy rồi đâu có cây gì đó. Đêm cưới chứ không phải mai lên bay rồi, tối nay lên bay. Anh nói về bữa đây em lại ha. Cho mập về mỉm đây rồi. Ừ, thoải mái đi. Ủa kêu cờ gì chứ hả? Các đổ, các đổ. Anh à? Úc. Úc à? Ba xin mời, sắp sức khỏe. Bắt nhạc đó, nó khỏe ghê ha. Ok mời ngon mời ngon luôn quán đã đi có ăn không nhà Quỳnh ăn cơm không ăn mì ăn nhiều nữa ăn dữ lắm anh rồi cái này xuống cái món bên đó đâu ai ăn cái đó.
Vinh qua đây đi. Wow. Món này đó hả? Món là hào sống. Ok. Thank you. Love you. Chết, bạn ăn món này chết. Nó tay chắc vợ rồi. Rộng biển nè. Anh biết lắm, để cho mấy người không biết ai cái mình ăn. Ôi, có nói quen á, dắt vợ mà ăn món này là chết rồi. Thả cái dao găm xuống nè. Ok, rồi, sắp rồi. Chính mới tới đó nha. Chính đi qua bị xe chở đi lạc. Em ra vừa mới tới à. Có 9 nè, có 10, có 8. Kìa để ăn sống có để ngủ vậy. Cả nhà ơi, bây giờ ăn xong rồi nha. Chuẩn bị đi vô sân bay để làm cái tục cho bà xã trước đi. Thì bây giờ vô đó mình sẽ quay chút xíu nữa. Thì gia đình mình có chia tay bệnh viện nhiều cái lắm. Chút xíu vợ mình khóc nữa nha, có mẹ khóc nữa nha. Khóc dùng lớn lắm không dùng. Ok. Nó chứ gì đấy cũng vui, gia đình bên chồng đó mà đối xử với mình rất là tốt. Nhưng mà phải về nhà mình cũng con phải trở lại đi học, đi cài, đi kiếm tiền về đây thăm gia đình nữa. Ok. Nhưng cả nhà là như nhắc CEO của mình con cái kênh của mình. Ok, em với tao đi mình giỏi nha. Cảm ơn. Bộ ai sẽ nghe sắm luôn nó xài chứ không? Chia tay thì có người bệnh viện cả nhà. Mình cũng buồn lắm nhưng mà phải giấu vào trong hả?
khóc hả? Cái gì khóc rồi kìa, mưa khóc rồi kìa. Mẹ chia tay mẹ đi. Con này đi quá đông quá nhỉ. Đi đông quá. Thank you.
nãy qua đang làm việc cả nhà, cho nên là mình đứng ngoài mình quay chút. Vừa vui mà vừa buồn. Cả nhà muốn nghe tin nào trước? Cái này là cái này ăn gì đây? Nói dở cả nhà. Hôm nay đúng là đúng ngày đúng giờ mình ra sân bay, nhưng mà bên cái hãng vé máy bay của bà xã đặt á, người ta hủy vé mà người ta không báo cả nhà. Cho nên bây giờ mình lên tính đưa đi mà cuối cùng phải đi về lại cả nhà. Nhưng mà mình có ra mình check in mà đó là chuyến bay hủy bỏ rồi, nhưng mà muốn đi về ngày mai ngày mốt thì chưa có, nhưng mà có gọi chỗ mua vé máy bay ở Mỹ á, người ta thôi đi về đi, tại ở Mỹ không ngày mai hôm nay là chủ nhật nên hãng máy bay nó không có làm việc, nên cái cô bán vé máy bay nó phải đi về đi để cổ liên lạc lại cái hãng vé máy bay, cổ sẽ cho mình cái ngày về sớm nhất, cổ sẽ liên lạc với mình. Đó, bây giờ thì gia đình em đi về cái gì Việt Nam chắc muốn chờ anh đi chung sao. Chắc vậy. Ok đó. Thôi nói thông báo cho cả nhà biết vậy thôi. Bye bye cả nhà. Video sau, hẹn video sau đi đưa đi vẫn ăn uống bình thường, vẫn quay video cho cả nhà coi tiếp. Ok bye bye cả nhà. Xin chào và tạm biệt.